quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao hip hop. Và ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào đây, chúng ta hãy cùng điểm xem nhé. Mới đây thì trên trang Instagram Story, Lisa của Blackpink đã đăng tải những hình đời thường của mình bên mèo cưng. Và như mọi khi thì nhan sắc thật của cô nàng là điều mà cư dân mạng chú ý mỗi lần Lisa quay ảnh trên trang cá nhân. Và trong những hình ảnh mới này thì nhan sắc ở cự ly gần của Lisa đã khiến cho netizen không khỏi choáng váng. Các đường nét trên gương mặt của Lisa vô cùng hài hòa, kết hợp với đó là làn da trắng sáng mịn màng, giúp cho nhan sắc của Lisa thêm phần nổi bật hơn. Tuy nhiên thì điều khiến cộng đồng mạng quốc tế choáng váng hơn cả chính là việc Lisa đã vén tóc mái trị giá 10 tỷ won, tức là gần 205 tỷ đồng của mình lên để lộ vầng trán cao và trắng. Còn nhớ thời gian trước, khi Lisa bất ngờ vén hết tóc mái lên đã lập tức gây bão cộng đồng mạng xã hội trên toàn thế giới. Hành động này của Lisa đã leo vị trí thứ 7 trên top trending từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới thời điểm đó. Điều này đủ chứng minh tóc mái 10 tỷ của Lisa có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Mới đây thì hàng loạt blogger xứ Trung bất ngờ chia sẻ hình ảnh cực kỳ hot của Lisa và Thái Tử Khôn. Nhiều khung hình tình cảm cả hai tay nắm tay, má kề má của cặp đôi Kunsan khiến dân tình quắn quéo. Vốn là hai nghệ sĩ được netizen đẩy thuyền ác liệt sau khi trở thành huấn luyện viên của chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2. Tuy nhiên thì sau khi những tấm hình này được chia sẻ, CNET đã nhận ra thực chất đây là ảnh đã qua Photoshop. Fan của cặp đôi Kunsa đã trổ tài hô biến những hình ảnh riêng lẻ của hai người trở thành khoảnh khắc ngọt ngào. Quả thật trình độ Photoshop biến giả thành thật này của các fan khiến dân tình bái phục. Vậy còn đối với bạn thì bạn có nhận xét như thế nào về nhan sắc của cô nàng? Và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.